bạn, hôm nay Linh Kiện Store xin giới thiệu cho bạn một mẫu loa kéo mới của MBA, dòng MBA SA6600. Đây là một dòng theo một phân khúc khác của MBA. Thì mình xin giới thiệu luôn về các dòng MBA bên mình đã bán. Bên mình bán rất là nhiều dòng sản phẩm MBA: DB15, DB15A, DB15 Plus, DB16, DB17. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu ở một cái thiết kế hoàn toàn khác, dòng SA6606. Đây là một mẫu mới, cũng là một cái chuẩn mới của MBA. Nhìn vào dòng MBA 6606 này, các bạn sẽ thấy một điều hoàn toàn khác biệt là thiết kế sẽ bắt mắt hơn, tem MBA thiết kế chi tiết hơn. Cái màn lưới của MBA mình sẽ quay cho các bạn. Phía ngoài là một màn lưới bằng thép như các dòng trước. Ở phía trong sẽ thiết kế một cái mút này giúp cho âm thanh ra ấm hơn, giữ được âm thanh ấm hơn ở cái lo này. Tiếp theo thì dòng MBA sẽ thiết kế ở mặt điều chỉnh, mình giới thiệu luôn. Mặt điều chỉnh của lo SA6600 này được thiết kế và được cải thiện khá là nhiều. Đầu tiên là cái công tắc nguồn, mình sẽ nói ở cái ưu điểm của nó so với các dòng khác. So với các dòng MBA lúc trước, công tắc nguồn thì sử dụng ở 3 chế độ: chế độ điện bình, chế độ tắt và chế độ điện trực tiếp. Thì ở các dòng trước thì MBA chưa thiết kế dùng cho chế độ điện trực tiếp, và bây giờ thì MBA đã thiết kế rồi. Các bạn sử dụng chế độ này thì sẽ tránh được cái hiện tượng là chai pin, hạn chế cái vấn đề chai pin. Tiếp theo thì MBA thiết kế cổng, hai cái cổng này là hai cổng cục chì, thì giúp cho khi mà các bạn dùng dòng điện không được ổn định thì nếu mà điện vượt quá mức cho phép thì cái hai cục chì này sẽ cháy, sẽ giúp là bảo vệ lo, và cái này các bạn chỉ cần thay thôi. Ở cái này thì các dòng Temisen đã được áp dụng khá là nhiều, nhưng mà MBA thì dòng SA6606 này là dòng đầu tiên. Cái tiếp theo mình muốn nói ở đây là cái bảng điều chỉnh này, hàng nút. Thì MBA chia ra hai hàng riêng biệt, một hàng dành cho volume của nhạc, một dòng dùng cho Miro và nhạc cụ thiết kế bên này, khá là tiện. Rồi, đây là bảng điều chỉnh và cũng như là các cái thiết kế ưu hơn so với các dòng MBA lúc trước. Các cổng Bluetooth, các nút chế độ và các cái cổng out in nhạc thì vẫn thiết kế như vậy. Anten giúp bắt sóng tốt hơn, vẫn thiết kế giống như các dòng cũ. Rồi, đây là phần giới thiệu về bảng điều chỉnh. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn về khối lượng và kích thước. Dòng MBA SA6606 này thì kích thước cũng ngang ngửa với các dòng DB15 Plus mà bên mình bán lúc trước. Về khối lượng thì cũng ngang ngửa, chiều cao khoảng 75, bề rộng khoảng 2 găng tay hơn một xí, thì nó nằm ở khoảng 45-46cm, lo 15 in. Nặng con này thì khoảng 30-32kg nhé. Đây là hai Miro của dòng SA6606. Thì mình nói luôn, ở dòng này, ở các dòng MBA thì bên mình đánh giá về nhạc thì con MBA DB15 Plus hiện tại thì đang là dòng có cái công suất nhạc lớn nhất. Mà đối với dòng SA6600 này, công suất nhạc của con này lớn hơn MBA DB15 Plus luôn. Mình lát nữa mình sẽ test cho các bạn coi. Dòng này có công suất nhạc rất là khủng. Mình chỉ mở khoảng 30% đã nghe thấy chát chúa rồi. Còn so với các dòng khác thì bên mình sẽ có cái bài review sau, bài so sánh sau. Ở phía bên thì thiết kế hai cái tay nắm như thế này để giúp các bạn di chuyển cho nó dễ hơn. Phía dưới là bốn bánh xe, phía sau sẽ là một cái tay kéo cho các bạn, tay kéo như thế này. Rồi, đây là toàn cảnh của lo MBA SA6606. Loa được đánh giá rất hay, âm thanh cho ra rất ấm. Bên mình sẽ có clip giới thiệu so sánh với các dòng loa khác cho các bạn để các bạn dễ hình dung hơn. Còn đối với những bạn nào đã dùng MBA, đã nghe được dòng DB15 Plus có công suất nhạc ra rất là khủng, thì con này về công suất nhạc còn lớn hơn nữa. Bây giờ thì bên mình sẽ test cho các bạn một bài nhạc, một bài nhạc mà bên mình đã rất test rất nhiều loa, thì các bạn nghe các bạn sẽ cảm nhận được.
30%, bây giờ bên mình sẽ cho 90% luôn. Mở cho bạn một nghiêng qua nhạc để xem. Tay giấc mộng ban đầu tiếng budget để các bạn nghe thử âm thanh của con SA6600 mới về của MB. Âm thanh ra rất là hay, một sự khác biệt so với các dòng DSP lúc trước mình đã bán vượt trội. Giá thì đương nhiên nó cũng cao hơn các dòng lúc trước mình bán rồi. Các bạn thì mình biết các bạn cũng mua và sử dụng các dòng MB khá là nhiều, thì nếu mà các bạn muốn cải thiện thêm về âm thanh thì các bạn có thể chọn con SA6600 này. Về micro thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn thử micro của con SA6600 này. Thật sự thì micro nó cũng sử dụng lại micro của các dòng DSP lúc trước, nhưng mà cái bo mạch của nó thì cho ra âm thanh khá là hay hơn. Chờ mình xí nha. Alo. Rồi, mình sẽ cố gắng ghép một video hoặc là cho test karaoke loa SA6600 này sớm để các bạn nghe và cảm nhận. Các bạn có thể ghé bên mình ở cửa hàng bên Thăng Long và bên Nguyễn Văn Cừ để được test các dòng loa hay của bên mình. Luôn luôn cập nhật những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Chào các bạn.